Được mệnh danh là chúa tể thảo nguyên, sư tử không chỉ sở hữu sức mạnh vượt trội mà còn vô cùng thông minh khi săn mồi. Sống thành đàn và đi săn cùng nhau, những con sư tử biết phối hợp chia nhỏ đàn thú ăn cỏ, cô lập những con chạy chậm và hợp sức hạ gục mục tiêu yếu ớt. Nhờ chiến thuật này nên bầy sư tử không mất nhiều sức lực để bao vây con trâu rừng. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng có được bữa ăn dễ dàng. Con trâu rừng khi bị dồn vào đường cùng trở nên hiếu chiến, tấn công ngược lại những con sư tử khát máu. Những con sư tử cố gắng cắn xe con mồi đơn độc nhưng không sao quật ngã được mục tiêu, thậm chí còn bị con trâu hút văng khỏi mặt đất. Dù ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhưng một mình con trâu vẫn không thể nào chống lại cả bầy sư tử thiện chiến. Khi sức lực đã cạn kiệt, con trâu gục xuống đất và chấp nhận số phận nghiệt ngã, trở thành thức ăn của bầy sư tử.